Đại chiến Vinasan Grab giữ nguyên bản án sơ thẩm. Bản án phúc thẩm tuyên bác tất cả kháng cáo của hai phía, bác kháng nghị của viện kiểm sát. Theo đó, không chấp nhận toàn bộ yêu cầu khởi kiện của phía Vinasan. Bác toàn bộ yêu cầu của Vinasan, buộc Vinasan phải chịu án phí cho cả hai cấp tòa. Chiều nay 10 tháng 3, tay nhân dân cấp cao tại thành phố Hồ Chí Minh tuyên án phúc thẩm vụ kiện tranh chấp đòi bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng giữa CTI cổ phần ánh dương Việt Nam Vinasan và CTI Thanh niên Ngân hàng Hoa hậu GraTaxi Taxi Việt Nam Grab. Theo nội dung bản án phúc thẩm, phía Vinasan nguyên đơn cho rằng Grab bị đơn đã lợi dụng việc Bộ Giao thông Vận tải ban hành quyết định 24 ngày 7 tháng 1 năm 2016 đề á 24. Thí điểm triển khai ứng dụng khoa học công nghệ hỗ trợ quản lý và kết nối hoạt động vận tải hành khách theo hợp đồng và thực hiện nhiều hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực kinh doanh vận tải taxi, gây thiệt hại cho Vinasan. Sun đã khởi kiện Grab ra tòa án yêu cầu bồi thường thiệt hại 41,2 tỷ đồng. Bản án sơ thẩm của Tòa nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã tuyên buộc Grab bồi thường cho Vinasan 4,8 tỷ đồng. Sau án sơ thẩm, Vinasan kháng cáo yêu cầu hội đồng xét xử cấp phúc thẩm chấp nhận toàn bộ đơn khởi kiện của Vinasan, buộc Grab bồi thường số tiền hơn 36 tỷ đồng do sự sụt giảm giá trị vốn hóa trên thị trường. Phía Grab kháng cáo cho rằng vụ án này không thuộc thẩm quyền giải quyết của tòa án mà thẩm quyền giải quyết thuộc bộ giao thông VT. Trong quá trình xét xử cấp sơ thẩm, đã vi phạm tố tụng nghiêm trọng, sai phạm trong việc áp luật điều luật, xác định thiệt hại không đúng và tòa sơ thẩm không đủ thẩm quyền kiến nghị Grab cho rằng chỉ hoạt động thí điểm nên cấp sơ thẩm cho rằng Grab vi phạm nghị định 86 là không đúng. Grab đề nghị tòa phúc thẩm hủy bản án sơ thẩm, đình chỉ vụ án, còn Vinasan đề nghị tòa phúc thẩm sửa án sơ thẩm, chấp nhận toàn bộ yêu cầu khởi kiện của Vinasan. Bản án sơ thẩm cũng bị Viện Khách Sạn Nhân Dân Thành phố Hồ Chí Minh kháng nghị cho rằng Grab có hành vi vi phạm pháp luật, nhưng Vinasan không chứng minh được thiệt hại giảm sút về lợi nhuận chỉ có duy nhất do hành vi trái pháp luật của Grab gây ra. Viện Viện Kiểm sát Nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh bổ sung kháng nghị phúc thẩm của Viện Khách Sạn Nhân Dân Thành phố Hồ Chí Minh cho rằng Grab không có hành vi trái pháp luật không có mối quan hệ nhân quả giữa hành vi trái pháp luật của Grab với thiệt hại xảy ra của Vinasun, không có lỗi của Grab. Tại phiên tòa phúc thẩm này, đại diện viện khách sạn nhân dân cấp cao tại thành phố Hồ Chí Minh giữ quyền công tố cũng đã đề nghị hội đồng xét xử cấp phúc thẩm tuyên theo hướng sửa bản án sơ thẩm, không chấp nhận toàn bộ yêu cầu khởi kiện của phía Vinasun. Bác toàn bộ yêu cầu của Vinasun, buộc Vinasun phải chịu án phí cho cả hai cấp tòa. Bản án phúc thẩm cho, rằng án sơ thẩm tuyên có cơ sở, đúng quy định pháp luật, từ đó bác kháng cáo của hai phía, bác kháng nghị và quan điểm của viện kiểm sát tại tòa, giữ nguyên án sơ thẩm và buộc Grab và Vinasan cùng chịu án phí. Hãy cho thế giới này biết về quan điểm của bạn bằng cách bình luận dưới video, chân trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin hãy cho một lượt thích, chia sẻ và đừng quên bấm nút theo dõi kênh xin chào và hẹn gặp lại.